Rồi ok anh em, thì sau 2 tháng đi Trung Quốc thì bây giờ em tay khiển đã về với mình ha. Và cái tay khiển này thì thật ra mà nói thì mình cũng không biết là nó có phải là cái tay khiển trước đây mình đã gửi đi không nữa anh em. Mình cũng chả biết luôn nữa. Thì cái tay khiển trước đây của mình gửi đi á, nó bị hai cái lỗi. Lỗi thứ nhất là lỗi mất nguồn ha, lỗi quyền thoại của cái tay khiển GC231 ha. Và cái lỗi thứ hai là cái lỗi mất band 5.8 GHz, làm cho bay chỉ được có 1 km thôi thì đã mất sóng. Với cái điều kiện bay nó trống trải thoáng đãng như thế này nè anh em, mà nó chỉ bay được có 1 km khi mà nó bị lỗi cái band 5.8 GHz ha. Rất là khó chịu. Và với cái lỗi mà lỗi band 5.8 GHz á, thì DJI Việt Nam đã không có bảo hành mà đã gửi thẳng đi China hết anh em. Gửi thẳng đi China ha. Thì giờ mình test thử sóng sau khi đi bảo hành về. Thì lúc trước á, khi mà mình bay độ tầm 1 km thôi, đúng 1 km thôi, thì sóng là bắt đầu chuyển sang màu cam và chuyển sang báo đỏ luôn khi mà mình cố mình bay xa hơn ha. Còn bây giờ thấy có vẻ là nó ổn rồi đó anh em, thấy có vẻ ổn rồi đó. Đó thì cái lỗi 5.8 này thì nó phải gửi qua thẳng nước bay tới Trung Quốc nha anh em. Và mất tới 2 tháng nha, 2 tháng chờ đợi thì bây giờ nó mới về với mình ha. Rồi, hình như nó không phải là cái tay khiển mình luôn nữa, cái tay khiển mình lúc mình nhớ là nó có cái dấu cại, nó có cái dấu cại bự lắm. Còn giờ cái tay khiển này thì không thấy dấu cại. Lúc mà mình gửi đi thì mình hơi sơ ý là mình không có ghi lại cái số SN của nó, cho nên là mình cũng không biết là cái này có phải là cái tay khiển của mình không, mình cũng chả biết luôn nữa. Nhưng mà nói chung là giờ mình thấy nó bay ok rồi đó, nó không có bị hình trạng mất sóng ha. 1 km ok rồi. Tại vì cái điều kiện mình bay nè, mình test sóng là bay ở cái điều kiện nó rất là thoáng luôn anh em. Mình bay gần hầu như là không có vật cản luôn á. Thì đợt trước cũng vậy đó. Sau khi mà bảo hành cái vụ mà mất nguồn tay khiển nha. Thì xong về thì nó chuyển sang nó bị mất band 5.8 và không thể nào bay xa được. Cứ thử nghĩ đi, sóng mới nhất của DJI, sóng O3 là cái gì đó mình không biết, nhưng mà đi không được 1 km với cái điều kiện bay trên sông mà nó thoáng như vậy luôn nè anh em. Đó là anh em biết cái vấn đề cái band mà cái band 5.8 nó quan trọng đến cỡ nào ha. Đó thì chính vì vấn đề đó cho nên là buộc lòng mình phải gửi đi bảo hành thôi. Và cái vấn đề tay khiển mà bị mất nguồn ha, bị lỗi sóng 5.8 này kia ha, xảy ra rất là nhiều luôn anh em. Xảy ra rất là nhiều luôn. Cái loại cái dòng tay khiển này nè, nó bị bệnh, cái bệnh này là nhiều bệnh chung luôn vậy đó. Rất là nhiều người bị, mình chả hiểu DJI nó thiết kế cái gì nữa. Thật tình mà nói luôn á, đang bay đó mất nguồn chết ngang rồi, thế là xong luôn, nó tự động nó return home luôn và không làm gì được hết. May là nó return home mà nó chính xác vị trí nha, nó mà không chính xác vị trí ha, nó xuống sông hay gì đó, ví dụ ở đang đứng cạnh mé sông như mình nè, nó return home mà nó lệch chừng vài mét ha, nó xuống sông thì thôi mình cũng đứng nhìn nó luôn chứ cũng không biết làm gì hết nha. Nó lỗi rất là ngớ ngẩn, nó lỗi mất nguồn thật sự luôn. Rồi hết mất nguồn thì chuyển sang lỗi band 5.8, không thể hiểu được, thật sự là không thể nào hiểu được nha. Rất là khó chịu, rất là khó chịu luôn. Và nói thêm với anh em nữa là một cái vấn đề nữa là cái vấn đề tài khoản chính chủ. Anh em vô và anh em phải lưu ý với mình nha, phải lưu ý. Tài khoản chính chủ thì tay khiển nào ghép cũng được nha. Còn nếu mà đã không chính chủ rồi á là không thể ghép được tay khiển khác nha anh em. Đó, anh em phải lưu ý vấn đề đó ha. Thì con máy của mình là con máy chính chủ ha, chính hãng. Cho nên là bây giờ nó gửi mình tay khiển gì cũng được hết, mình cũng có thể ghép vô cái máy mình được chứ ha. Còn nếu mà anh em nào mua máy cũ mà quên, không có biết kêu cái người mà bán á, cho anh em cái tài khoản á, xóa cái thiết bị ra khỏi tài khoản của họ á, mà dính cái tài khoản của họ rồi ha, là coi như bó tay luôn nha anh em, không thể nào ghép được tay khiển khác nha. Cái đây là một cái chiêu trò mới của DJI ha, để quản lý thiết bị gì đó. Đại khái là họ quản lý tới từng bộ phận của cái máy bay luôn đó. Và khi đã không chính chủ rồi thì mọi thứ sẽ vô cùng phức tạp, giống như việc anh em bị dính Apple ID nha, iCloud gì đó của điện thoại iPhone này kia rồi đó. Và khi dính cái đó rồi thì anh em tự hiểu vấn đề luôn ha, nó sẽ vô cùng khó khăn trong việc mua bán, vô cùng khó khăn trong việc sử dụng. Rồi nói chung là đủ thứ chuyện hết, cho nên là anh em phải, khi mà mua hàng cũ anh em phải nói với cái người bán là xóa tài khoản của họ, xóa thiết bị ra khỏi tài khoản của họ để mình add vào cái tài khoản của mình nha. Còn không là sau này mà nó hư hỏng rồi ha, là vô cùng mệt mỏi luôn nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và
sắp tới Tết vậy. Sắp tới Tết rồi thì chúc anh em năm mới thành công và thành công hơn nữa nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào năm sau.